Đến thời điểm này, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống gần như dứt điểm vụ lúa đông xuân 2018-2019. Một số địa phương như ở cánh đồng của anh Tư Bình, nhân vật quen thuộc của bạn nhà nông, trả lúa khoảng 30 ngày tuổi. Thế nhưng mấy hôm nay, hàng xóm của anh Tư Bình lo lắng không yên vì lúa bị nhiễm sậy nâu, phun thuốc rồi mà rầy vẫn còn hiện diện trên đồng ruộng. Thửa thì tốt thế mày. Bởi vì anh phải coi á nha, đi về nhà coi ruộng mình thăm đồng thường xuyên chứ trời ơi. Trời mày ơi. Thì giống giống giống, giống Thanh vậy. Ừ. Ê, nó khóc mày, nó khóc. Thanh, làm gì ngồi miếu máu vậy? Anh Tư, anh Hai. Trời đứa mà khóc mày. Tại anh biết sao không? Sao? Ruộng nhà em á bị rầy quá hết trời luôn. Mà em mua nhầm thuốc gì mà xịt hoài không ăn thua gì hết trơn á. Trời ơi, dắt thua người mua nhầm ba cái thuốc dở mới vậy, vừa mất tiền vừa không được cái gì. Cái con này nâu á, nó là cái dịch hại rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Đúng không? Mà nó còn là cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh vàng lùn xoắn lá đó. Bởi vậy mới phải thăm đồng thường xuyên. Đó, người ta nói tác nhân của hại của con gậy nâu á. Mày thanh niên mày phải xiên, phải đi ra thăm ruộng thường xuyên. Đúng rồi. Thì em cũng biết, nhưng mà em lỡ cái... Lỡ gì? À, trời ơi khổ. Ê, ê, hồn chứ cô chính mày. Trời ơi, cô chính hết hồn đâu. Đó, đó. Ơ kìa, cô chính kìa. Ê, cô chính, cô chính. Ê, tao nhìn đâu có sai đâu. Đi, đi, đi. Tao nhìn tao biết liền à. Đó, thấy không? Mày. Ôi, chính khỏe chính ơi. Trời ơi, đâu mà đông đủ gì nè. Nè, tôi đi qua kiếm chú nè. Để tôi đưa super ram thuốc từ rầy mới của công ty nè. Dạ. Trời đất ơi, buồn ngủ gặp chứ mình là đây rồi nè chính. Chính chọn ít thuốc super ram, diệt gầy, gọn đuối nhà con nha chính. Trời ơi, chính biết sao không? Cái thằng này á, không biết ảnh đi nghe lời ai á, đi ra mua ba cái thuốc không có rõ nguồn gốc. Rồi xong xịt hoài con rầy nó không chết, mà tiền thì không còn. Bây giờ không có tiền mua thuốc, sáng ngồi đây khóc quá trời trời. Thôi, dạ. Bây giờ chú Bình nè, qua ruộng của chú Thanh xịt luôn. Dạ, dạ, dạ. Anh Tư, đi liền với anh Tư, xịt liền với anh Tư. Đi nè, đi. Không, gì vậy? Thôi, bây giờ năm nay chị đã ôm mình vẫn xài cái anh qua nữa chính. Trời ơi, sáng là tôi ra ruộng tôi thấy mà cây lúa nó bị đốm đốm thâm kim gì đó quá trời luôn vậy đó. Cái này đậu ôm lá nè. Dạ, nhưng dạ. Mà chúng ta xịt đó Bim Super 855 đi, mình xịt phòng mà phòng luôn được cả đậu ôm cổ bông đó. Ồ, Bim Super 855. Nhưng mà lỡ nó nặng hay sao? Trời, chú quên rồi sao, nặng mình có Kitini. Ồ, Kitini. Cái gì là hồi hôm bữa đi hội nghị nè, nhớ không? Đúng không? Ba hoạt chất trời ơi vậy. Nhưng mà nó cũng giống như cái Bim Super nè, nó có hai cái hoạt chất sunfu chi sirazone nè. Nhưng mà đặc biệt hôm bữa là tôi nghe kỹ sư nói cái gì cái phenosanin này phải không cô Dính? Đó là hoạt chất mới mà có thể khống chế vết bệnh và xử lý vết bệnh luôn đó. Ồ, vậy là tác dụng gấp đôi luôn đó. Gấp đôi luôn. Kitini công nhận luôn vậy chứ. Con đang buồn mà hôm nay gặp chính con vui hết sức luôn á. Vì con gặp chính xong con biết được bốn loại thuốc trị bệnh cho cỏi cho lúa luôn á. Nào kể tôi nghe coi. Thứ nhất đó là Super Ram chỉ rầy nè. Rồi, đúng thứ rồi. Hai là Anfuan chị là đạo ôn. Phải rồi đó, rồi thứ ba là gì? Thứ ba Bim Super. Đúng rồi, thứ là Kitini. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi nha. Thôi chính rồi, để con tranh thủ dẫn nó về xịt với nó sáng giờ ngồi khóc quá trời. Chính rồi đó, chính chỉ đạo trực tiếp luôn. Trời ơi, đi. Kitini. Super Ram, Kitini. Trời ơi. Đối với rầy nâu thì đã có Super Ram, song từ nay đến cuối vụ mùa trên lúa đông xuân sẽ còn xuất hiện nhiều đối tượng bệnh hại khác, nhất là ở giai đoạn cây lúa đang đẻ nhánh tích cực như thế này, rất dễ nhiễm sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh bạc lá, cháy bìa lá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất khi thu hoạch. Chính vì vậy, Tập đoàn An Nông khuyến cáo bà con thường xuyên đi thăm đồng, nếu phát hiện dịch hại thì xử lý đúng thuốc, đúng cách để đạt hiệu quả sản xuất cao.